Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát tình hình, kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ thiên tai, cứu hộ cứu nạn tại tỉnh Bắc Giang. Thủ tướng đã thăm hỏi động viên người dân và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại xã Vân Hà, thị xã Việt Yên. Đây là xã nằm ven sông Cầu, có 9.000 dân đang bị chia cắt. Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả công tác ứng phó với thiên tai, rà soát kỹ, chủ động sơ tán, di rời dân cư khỏi khu vực mất an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, để nhanh chóng ổn định sản xuất, cuộc sống của người dân, không để người dân nào bị đói, rét, không nơi ở, không có nước sạch, không được chăm sóc y tế. Bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan nắm chắc tình hình nhân dân thiếu lương thực thực phẩm nước sạch, tổ chức cấp phát lương thực thực phẩm lương khô và các nhu yếu phẩm đến tận tay người dân. Lực lượng quân đội công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực chủ động phối hợp với các địa phương khẩn trương vận chuyển lương thực thực phẩm lương khô, mì tôm, các nhu yếu phẩm nước uống nước sạch để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập, người dân thiếu lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm trong thời gian nhanh nhất có thể, bảo đảm đúng đối tượng, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí. Khi cơn lũ cát cuốn theo tất cả, cát lũ cuốn trôi, cuốn đời người tan, sẽ mấy năm lại giữa biển cát ngập tràn. Chiều ngày 3 tháng 9, dòng cát đỏ từ cái cầu cao đổ ào xuống đường Nguyễn Thông Hữu Hải thành phố Tây Ninh Bình Thuận mới được tiến mạnh. Một người đi xe máy chạy qua bị dòng chảy cát đỏ cuốn đi, đến khi có người lao ra kéo lại thì mới đứng dậy được. Cát đỏ chảy tràn qua đường, tràn vào sân nhà dân, lớp cát dày trên mặt đường có vị trí khiến xe máy bị lún bánh. Lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục. Nhiều xe ủi, xe múc và xe ben được huy động đến hiện trường để cào dọn cát tràn. Công an đã hướng dẫn cho các xe ô tô đi hướng khác để ra hướng đường né. Đến 17 giờ cùng ngày, mặt đường đã được cào dọn hết lớp cát để xe máy lưu thông. Các phương tiện tiếp tục cào múc cát tràn hai bên lề đường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là lượng nước từ trên đồi dồn về, trong khi hệ thống cống thoát ở khu vực này đang được xây dựng chưa đóng nối nên đã gây dòng chảy cát tràn. Trước đó ở vị trí này vào tháng 7 vừa qua, cát cũng đã tràn xuống. Đừng để thiên tai chia rẽ. Người dân và các cơ sở du lịch ven biển thành phố Phan Thiết Bình Thuận từ lâu lo ngại tình trạng lũ cát tràn vào nhà cửa và tài sản. Trong những ngày qua, đường Nguyễn Thông, phường Phú Hải liên tục xảy ra lũ cát gây chia cắt đường, cuốn trôi xe cộ và ngập nhà dân. Tại các khu vực khác như Mũi Né, Hàm Tiến, lũ cát diễn ra với mức độ nghiêm trọng hơn, gây nhiều thiệt hại. Người dân phản ánh sau mưa lớn, cát đỏ từ đồi cao và các dự án xây dựng tràn xuống, nhưng tình trạng này kéo dài nhiều năm chưa được xử lý triệt để. Nguyên nhân lũ cát ở Phú Hải được xác định do hệ thống thoát nước trên đường Võ Nguyên Giáp chưa hoàn thiện. Ông Lê Văn Chơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết cho biết, việc khắc phục chỉ có thể hoàn tất sau khi dự án thoát nước hoàn thành. Đường phố Phan Thiết giờ này hiền hòa, giờ trong dòng tố hoang tàn nụ cao.